Vâng, em Chiến mến chào tất cả các bác. Thoạt nhìn phía sau như thế này, nếu các bác chơi một audio rất lâu năm thì các bác sẽ biết được đây là dòng loa gì. Đó là dòng loa JBL, đặc biệt những dòng loa JBL ở đời ngoài của Mỹ thì nó phía sau nó sẽ không có thông số gì nha các bác. Đặc trưng của dòng JBL nó chỉ có trạm loa thôi. Thông số thì nó nằm trong catalog và có loa thì nó nằm phía trước. Thì đây là cặp loa 4312MK2. Vừa cặp bến rất là đẹp, series liền kề cho các bác nha. Sau đây em mời các bác xem chi tiết cặp loa. Vâng, và đây là dòng loa nghi rất là hay và bày cực kỳ đẹp luôn. Vâng, sau đây mời các bác xem luôn vĩ điệp của nó. Đặc trưng của những dòng này thì nghi hay và trưng bày và ngắm nhìn của nó thì hết ý. Nó sở hữu canh mèo xanh và mạc cũng mèo xanh luôn nha các bác. Là model lớn nhất và được săn lùng nhiều nhất của model 4312. Nó là dòng MK2, có nghĩa là phiên bản cải tiến chất âm. Rồi, em sẽ lấy e canh ra để mời các bác cùng chiêm ngưỡng. Hay là phía trên của cặp này. Cặp này đúng cặp và series liền kề. Rất là lâu rồi em mới về được một cặp 4312 liền kề. Rất là đẹp luôn. Mọi chi tiết mua cặp loa hoặc là những sản phẩm các bác cứ liên hệ cho qua hai số điện thoại này. Và các bác nào chưa đăng ký kênh để theo dõi thì mình ấn vào nút đăng ký để luôn được cập nhật những video mới nhất. Đây em mời các bác xem nha. Những cặp loa em tuyển về rất là kỹ lưỡng cho các bác xem, cũng như là lựa chọn sản phẩm. 4312MK2 là nó chỉ đối nhau nha các bác, đối nhau, đối loa nhau nha. Nghĩa là có loa trái là phải nha. Đây các bác thấy đồ đẹp, đây là hai vi tinh chỉnh giải mic và giải chép. Các tuyến loa, loa chắc bãi thì các bác thấy tuyến loa nó sáng và nó bén lắm nè, sạch sĩ và đẹp kem. Gông loa bass cũng đẹp tuyệt vời luôn nha. Đây các bác thấy này, nó sáng. Thì còn những cặp loa đã qua sử dụng thì các bác sẽ nhìn thấy nó sẽ khác liền. Các bác nào có yêu thích cặp loa này thì liên hệ cho em với giá là 27.500.000. Nếu các bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt vài trăm ngàn để các bác uống cà phê. Giá cả thì em cân đối và loa phải tuyển đẹp cho các bác, nó đáng đồng tiền. Đây, mời các bác xem này. Rồi em sẽ quay cạnh loa để các bác cũng chiêm ngưỡng luôn nha. Vâng, đây là cạnh loa phía bên phải này. Đây các bác nhìn tổng thể này, nó rất là tuyệt vời luôn. Và đây là cạnh phải của cặp loa, xa cạnh trái của cặp loa nha các bác. Cạnh trái, cạnh trái. Nếu dòng model 4312 là model 4312MK2 là có một thiết kế cũng như là đẹp nhất của dòng 4312 nha các bác. Nghi ra hay, rồi trưng bày thì đẹp tuyệt vời. Nói về trưng bày thì kể cả những dòng L100 Canterbury cũng không trưng bày đẹp bằng những dòng này. Thật chất những dòng 4312 nó là dòng đời cao hơn L100 Canterbury. Thôi bác nào yêu cặp loa này thì liên hệ cho em nha. Cặp loa này series là phải nó dập chìm trên này nha các bác, dập chìm này 8382 nha các bác, 882 883. Và nếu các bác chơi đèn á, đèn thì có nhiều đèn nó có chỉnh bass chép, còn nhiều đèn nó không có chỉnh bass chép. Thì nếu chúng ta chỉnh dây mic và dây chép ở phía trên cái loa kìa, mỗi loa nó sẽ có hai vi tinh chỉnh mic và chép nha các bác, để tăng cường giải cao. Cặp loa này sở hữu bass 30 nha các bác, bass 30 gân vải tâm dầu. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.